老板你好，我叫em tên là gì？em tên là Nguyễn Thị Tú Yến Ta cho rửa sư siêu huyện, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 20 ạ. Ta chỉ nên 20 tuổi, em quê ở đâu? Em quê Nghệ An ạ. Ta sẽ ra Yên Sở, em cao nặng thế nào? Em cao 1m62, nặng 53 cân ạ. Ta sân cao 162, thì trung 53 công trình. Em học lớp mấy? Em học lớp 12 ạ. Ta sư con trung bia đó, em học xong 12 rồi thì là làm gì? Em làm bên bộ phận đóng gói và dây cắp điện thoại ạ. Tức là sản xuất linh kiện điện tử đúng không? Dạ. Ta cao trung bi yê zư hâu zài yi xia sân sản điện tử linh kiện công tác, ráo hâu zài zư lì sân sản zư sư điện xiên đờ, phụ trợ bao trọng. Thế em đã lấy chồng chưa? Em lấy chồng rồi ạ. Ta chế hôn là có con chưa? Em có một con trai 2 tuổi ạ. À, ta yếu ý cơ, ở chữ chi nhìn lẻ rồi. Thế chồng em có đi Đài Loan cùng em không? Dạ không ạ. Sao không đi Đài Loan? Chồng em làm đầu bếp ở nhà. Lương có ổn định đâu? Lương ổn định ạ. Ta sư hô thao lào cung chai Yuen Nán cung chua, chua chủ sư đờ, cung chua ý sinh ổn tinh đờ sử ý, mê hồ sáng truy Thái Quan đờ. Thế em dự định khi nào sinh con thứ hai? Em tầm 7 năm nữa. Ta sư hô ta gai chi nén chư hô cháy tả xoan sân tiêu cơ xẻo hái. Thế bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, sức khỏe có tốt không? Bố em 40 tuổi, mẹ 45. À. Mẹ bố đánh bắt cá, mẹ còn nuôi trợ, sức khỏe bố mẹ em tốt ạ. Ta bà bà chi nén 49 xuê chua tả ý đờ, mama 45 xuê, gia lì khu gia thính đờ. Rồi hô sân thì tâu chiên khang ạ. Thế em đi Đài Loan thì ai chăm sóc bố mẹ em? Dạ sức khỏe bố mẹ còn tốt ạ. Ờ, ta sư ta phụ mẫu sân thì hải chiên khang, số ý bố suy yêu dành cho cụ tờ. Nhà em bao nhiêu anh chị em? Nhà em có 4 anh chị em ạ. Em là con thứ mấy? Em là con thứ hai ạ. Ta chê lì ở sư cơ chiến mây tờ thạp hải hóng ti ở. Thế chị em là bao nhiêu tuổi? Và đằng sau là bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Chị em 24 tuổi ạ, đang du học Hàn Quốc ạ. Còn một em gái 18 tuổi, còn em trai 8 tuổi. 她有一个姐姐今年24岁去韩国留学的，然后一个妹妹今年18岁，一个弟弟今年8岁的。Thế em có bạn bè em người thân ở Đài Loan không? Em không ạ. Ta trai Thái Loan mấy ở chinh chi để mấy ở thẳng nhiều. Thế em tự nguyện đi Đài Loan hay là bố mẹ ép đi? Em tự nguyện ạ. Sư tha tư yên yêu truy Thái Loan công chô chân chén đờ. Thế em đã từng đi Đài Loan hay đi nước ngoài bao giờ chưa? Em chưa ạ. Ta mấy ở truy qua Thái Loan công chô nhìn mấy ở chú cố của. Thế em muốn đi Đài Loan bao nhiêu lâu? Em muốn đi từ 3-6 năm ạ. Ta xẻng truy Thái Loan ta cây san tao liêu miến đờ. Thế em thuận tay phải hay tay trái? Em thuận tay phải ạ. Ta xuân yêu sổ đờ. Thế em đã ở Việt Nam đã từng làm luân ca bao giờ chưa? Dạ em luôn làm rồi ạ. Bao lâu luân ca một lần? Một tuần luân ca một lần ạ. Ta trai Yuen Nán hiểu cho cô luân ban là cơ đi vai luân một sự. Thế đi sang Đài Loan mà phải làm luân ca hoặc là phải cố định ca đêm em có làm được không? Dạ có ạ. Chú của truy Thái Loan do chú lục ban phụ trợ cố định chú ta dê ban thao tông đồng thanh nữa được. Thế em có biết là nhà máy Bách Hòa này có chế độ 3K và em có đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Thế chú tao phải người dù sang chư ban tờ ta dễ thú nghị. Thế nhà máy phối hợp tăng ca thì em có đồng ý phối hợp không? Dạ có ạ. Tha thú nghị phê hướng chia ban tờ. Thế ở trong môi trường bụi bậc ồn nào hoặc là có nhiều áp lực thì em có chịu được không? Dạ có ạ. Tại ý cơ dùng gia đi dấu phần trở nên hình trào tờ khoản trên công chua thao tâu khứ ý sâu tới điểm. Em có bị dị ứng không? Dạ không ạ. Than mấy ổ cua mình đờ, em đã từng mổ hay cái xương làm việc bao giờ chưa? Em chưa. Than mấy ổ củ chứa, mấy ổ khai tao dính, mấy ổ chu yên cua. Em có bị lưu thai hay xảy ra bao giờ chưa? Em chưa. Than gì mấy ổ liếu chẳng cua, đến tháng em có bị đau bụng không? Dạ không ạ. Yêu chinh lái từ xưa không theo tu chữ phụ thông à? Trên người em có hình xăm không? Dạ không ạ. Than sơn sơn mấy ổ thư sinh đờ, em xoay tay ra. Thế em có mua môi không? Dạ không ạ. Ta sổ từ yếu y tiến tiền sổ hăng tờ. Em có hút thuốc lá, thuốc lào hay bia rượu gì không? Dạ không ạ. Ta mấy ổ châu yên, mấy ổ hư chiều, mấy ổ hư thí chiều tờ. Em có bị bệnh gì mãn tính không? Dạ không ạ. Ta mấy ổ sớm mất trí bình tờ. Sức khỏe có khỏe mạnh không? Sức khỏe tốt ạ. Sân thí chiên khang rồi, cảm ơn em. Xin lỗi bạn ạ.